Thiều Bảo Trâm bị soi hành động liên quan đến bạn trai kém tuổi, dù chưa công khai chuyện tình cảm, Thiều Bảo Trâm vẫn vui vẻ tận hưởng chuyến đi du lịch tại nước Pháp. Động thái này của nữ ca sĩ càng khiến dân tình khẳng định cô đang hẹn hò với chàng trai sinh năm 2004. Xuyên suốt chuyến đi này, người đẹp đều chăm chỉ cập nhật ảnh sống ảo mỗi khi xuất hiện ở các địa điểm du lịch. Trong loạt ảnh mới nhất do Thiều Bảo Trâm đăng tải, dân tình đã phát hiện có một tấm hình nữ ca sĩ để lộ ngón tay của một người bí ẩn trong khoảnh khắc thưởng thức trà bánh. Đa số khán giả đều khẳng định người đẹp đang cố gắng giấu kín bạn trai nhưng lại vô tình chỉ để lộ chi tiết này. Anh nhà giơ tay lên mà nở lòng nào trâm không chụp, chắc chắn là chị ấy cắt ảnh đi á. Nở lòng nào chị cắt tay ảnh, xin chị hãy cho bạn nhỏ kia một danh phận ạ. À. Không dừng lại ở đó, Thiều Bảo Trâm còn để lại dòng trạng thái ẩn ý, we am in now. Tạm dịch là tôi đang ở đâu, khi khoe ảnh sống ảo trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm để lộ ngón tay của một người ngồi bên cạnh. Dựa vào chi tiết này nhiều khán giả cho rằng đây chính là bạn trai của nữ ca sĩ và anh chàng tạo dáng chụp ảnh giống hệt cô nàng